Chậu 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 ôi con ếch cái. Ê đánh gì chậm ếch vậy? Chậm ếch kìa, chậm ếch rồi. Chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình tiếp tục đi móc ếch khô cả nhà. Đi móc đi cho cái vườn này. Vườn này sắp mấy ruộng nha. Thì mùa khô này ếch nó sẽ vô vườn nó ở. Thì mình đi móc ếch trên ruộng. Thì mình đi kiếm dấu theo mương nè. Khi nào có kia đi bên bên kia đang mò đi đang kiếm kiếm dấu bên kia, mình đi kiếm bên đây. Ếch thì mình nhìn tiếp nha. Qua có dấu hả? Dấu đi nha. Đi đâu đi lên à? Vô thằng này hả? Chào cả nhà. Vô đây cả nhà ơi. Chào cả nhà hả? Chào không? Chào chăm chăm. Mày hang nào mà tao thấy mày chắc ăn chăm chăm chứ. Ông đi qua ông coi hai cái hang bên đây không thầy, chỗ cái góc cao đó ông dòm nó có dấu đó. Chắc cứu rồi. Chắc cứu không biết móc dính không đi không rồi. Rồi chừng nào dính thì ghi hình tiếp nha. Dính hả? Dính hả? Dính luôn cái gì vậy? Gì móc nhẹ nhẹ ra vậy? Ê trời. Cái gì? Hay là nó không ở hang này nó qua hang đó. Dính rồi. Dính rồi lụm ngay. Ở hang dễ lụm vậy? Lụm chậu 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 chậu. Đây, đây, đây. Ở trên nè. Chỗ gốc cao có hai nhỏ kìa, nó dốc bộ dốc vào lên cái gì đó. Phải không? Hả? Có không? Rồi, để chút có cái gì hình tiếp nha. Cái hàng nãy ngon ghê luôn, nó không ở. Ừ, nó ăn tàu lao rồi. Ăn tàu lao. Bắt luôn à. Hàng đứng đâu vậy? Gặp mấy xanh đi. Gặp mấy xanh đó chứ. Nó là chắc cứu luôn. Chắc chăm
100 luôn. 100 luôn. Để nhảy vào bờ. Nó bắt con cua luôn. Rồi dính luôn hả vậy? Dính ánh luôn hả? Hả? Không đại, đó được. Đâu? Đâu lắm lắm. Đây đây đây, lấy cái tay ra coi chơi. Đâu? Trời. Dựng có thấy đâu. Cái này nè, em lên coi. Đó. Đó dính 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 bắt cua chứ đi. Ê, đánh gì chụp bắt kìa. Chụp ngắt kìa, chụp ngắt. Rồi. Đâu. Cái này vừa ơi. Đâu rồi, khoe ơi. Hai con luôn cả nhà ơi. Con cua với ngắt cũng nói chung như là cả nhà ơi. Rồi. Xàm. Nãy giờ đi kiếm mấy hàng, giờ nó ở hàng này. Ở hàng nước quá. Xàm thiệt á. Xàm mới ghê không? Bởi vậy không hiểu nổi mà. Hiểu nổi mà, thú ngon rồi các bạn ơi. Vô. Hai con. Ở với cua gần nước kìa. Ô, ô. Thì ở với cua cái chứ. Ừ. Sao ở với cua đực? Bởi vậy lắm thì lắm là cái cái ở với đực. Rồi rồi, đi tiếp. Rồi giờ mình mới chiến một miếng vườn nha cả nhà, giờ qua miếng vườn thứ hai nha. Miếng vườn này cũng hơi rộng nha. Và vườn đó ra miếng nãy kiếm được có hai con à. Miếng này có lý ạ. Vô thằng này hả? Giống lưỡi vô người nè. Ồ giống nhảy ga nữa nè. Cái gì? Thấy không nè, giống ga nè, nè. Trời hết đây nó dữ vậy. Thấy không, giống vườn ga nè. Nó có cơ phải không? Vườn ga. Nó ga nó chảy vô nữa là sao? Ừ, còn. Còn không? Ủa, nó đang lừng mẹ. Ờ, nó đang lừng nha. Nó vào ga rồi gu, lử cho này trời. Giấu cái này đây nè. Nè. Nè, nó còn ra nè. Ừ. Ừ. Sẽ có một trên đây. Ok, thử rồi. Học luôn chứ, học gì? Học tới luôn hả? Học mẹ đấy chứ sao? Trời trời trời. Cái này sẽ đó ăn xàm người ta. Này, coi bạn dính nữa, nghỉ nó cả nhà. Nữa. Thiệt này cũng là cả nhà hôm nay là tư về luôn cả nhà. Bữa nay ăn muối luôn cả nhà. Hôm nay ăn muối luôn. Bữa nay không dính con này nữa, ăn muối luôn. Dính rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Lắm luôn. Có cua không? Đổ. Trời ơi. Xé ra, xé ra. Cái là đực. Cái mà cái này. Cho nó xàm hơn cạt ngộ kìa. Ở à, hàng xàm. Nó không kìa. Nắp tắt lên bác. À, ở hàng xàm. Nước còn cái này nha. Có đợi không? Đâu mà bà nói hang em kia có dấu gì kìa? Không mà người ta đốt gom cái gì mà khói mù mù vậy ta? Ngóc dính không kêu vậy? Nó ngồi vô ngóc tập luôn chứ kêu vậy. Dạ. Yeah. Con này trồng đây nè. Nè. Chà phá chụp dính đó, nằm ngoài hả? Ừ. Trời. Không có ra vừa vừa dần dần thấy nó ngồi ngốc à. Mày sao mày không đợi tao lại mày không qua mày ha, chụp. Tao sợ nhảy. Bốn con. Bốn con phải không?
rồi đi tiếp vậy đi kiếm thế nào không gặp à, kiếm từ đây tới chiều thế nào không gặp à. Rồi về cả nhà ơi, thành quả này cũng được 4 con với 2 cua rồi. Rồi nó còn đang móc ở dưới mà móc móc cua cả nhà ơi. Cua hả, cua hả, để con cua nữa. Rồi chào cả nhà về, rửa đồ chào cả nhà về luôn. Về cả nhà. Rồi nhà. Rồi, kết thúc video đây luôn cả nhà, được 4 con cả nhà, 4 con với băng cua. Đủ ăn rồi. Đủ nhất cây ăn rồi. Rồi về. Yeah.